105's the number that comes to my head. When I think of all the years I wanna be with you, wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will đại diện bên mọi nhà gái xin tổ chức cái nghi thức đính hôn cho hai cháu và cũng xin đại diện cho nhà gái để đo bên đại. Chúng tôi là bố mẹ chị cũng như là các anh cũng là cháu rồi thì anh đại diện bên nhà gái nói là hôm nay đẹp đúng thì chúng ta đã trao đổi với nhau. Chúng tôi đến thành trai đến chơi mai là đến xế sẽ xin phép được mọi cháu đàn cho cháu tụ chúng tôi và kế tôi thì là thân mẫu của cháu kia là chị hai là chị Loan là chị cả của cháu và kế đến đó là anh lớn tức là anh ba và anh Nguyễn Anh Thi và cuối cùng thì là anh kế của cháu là anh Ngọc Thượng và chúng tôi có một cháu dâu nữa đó là cháu Vân đây và mới có một cháu nội. Đây là Thanh Thủy là mẹ của bé Lan, Giao Lan. Đây cái ông Nguyễn Đình Nghĩa, ông ngoại của cháu Lan và bà ngoại của cháu Lan. Ông Nguyễn Đức Cung là ông cậu của cháu Lan. Cậu Tư là Minh Tông, Di Thu. Dạ, dì Tu thứ 6. Quên cái thứ nhất này, dì Lễ thứ 7. Bích, dì Bích, dì thứ 8. Dì thứ 8 ở North Carolina qua, cậu Sơn, cậu thứ 9. Dạ, từ New Jersey. Dì Phương, dì Phương thứ 10. Dì Hương, Thế Dựng Linh. Dạ, cái sao bây giờ tôi cũng muốn thấu hỏi nhập mau rồi. Và cậu Úc Bình An, còn ở Úc thì cũng đang bận cho tối nay mới qua sau, qua trễ. Em của cháu Lan, đây là bà xã. Dạ, cũng hơi đông, thành ra nó hơi lâu một chút. Cảm ơn anh chị và bên gia đình kiên nhẫn để nghe cái giới thiệu vừa rồi. Cháu Lan ở đây người mà hôm nay là Tùng muốn gặp trước tiên. Dạ, vai chính của cái ngày lễ đính hôn hôm nay. Bây giờ xin xin phép anh bà con chúng ta cùng hướng về bàn thờ để xin Chúa thánh hóa cho cái
ngày lễ Thánh Hôn hôm nay. Chúng ta đọc tin giảng, kinh lễ cha, ba kinh kính mừng, kinh sáng danh và sau đó hát bài về Đức Mẹ. Đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng, dâng đời sâu. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiền minh. Mẹ chính là nữ vương, là trang sứ, là mẹ con. Lấy tâm hồn, lấy trí hồn. Cả di vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức thiên toàn con cương quyết gắng đi cưới. Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiền vinh. Mẹ chính là nữ vương, là trang sứ, là mẹ con. Bây giờ đến phần bé Lan đâu cần. Bây giờ thần trang nữ trang cho cháu Lan. Of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I. Buổi lễ đính hôn thì đến đây là kể như xong, kết thúc. Trước khi bế mạc, anh có cần nói vài lời. Bên say nhà Tùng thì là Tùng là Úc, nhưng mà bên say nhà cô thì là Tùng là lớn nhất. Cô hy vọng là Tùng lúc nào cũng thương các em, cũng làm gương cho các em. Tôi chỉ ước mong chuyện đó. Còn có đôi lời đơn giản là em tin chắc là ta đang hiện diện ở đây. Em cũng xin anh chúc lành cho các con. Chúc lành và cầu nguyện cho các con mãi mãi. Thay mặt cho gia đình, cảm ơn tấm lòng của tất cả anh chị, ông bà,
họ hàng thân thuộc giờ có mặt ngày hôm nay đã đón nhận cái tình cảm tấm lòng của cháu Tùng, của cháu Lan cũng như là phía bên gia đình chúng tôi. Hơn như là gì hết thì cầu mong tất cả mọi người chúng ta hãy cầu xin với Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho chúng ta nhất là những nghị lực, ơn khôn ngoan, lòng bao dung và đức khiêm nhường, cũng như cái tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày của con người với con người. Còn bên họ nhà trai đã đến đây để cử hành cái nghi thức tín hôn theo truyền thống của dân tộc. Thì cũng không biết những cái điều cần thiết thì anh Toàn đã nói rồi. Cũng chỉ xin là chúng ta tất cả những người có mặt ở đây tiếp tục hỗ trợ tinh thần cho Tùng với Lan. Tại vì sau gần 4 năm, coi như là 4 năm đã quen biết để tiến tới cái quyết định cử hành lễ đính hôn, thì cả một cái bước tiến lớn. Và sau đó chúng ta mơ ước, hy vọng là sẽ cái ngày vui. Nghe nói năm tới mà hai đứa này nó còn secret, còn những bí mật chưa biết ngày nào. Tới chúng ta sẽ có một cái ngày lễ tưng bừng hơn. Đó là lễ cưới. Lễ cưới. Còn tiếng gì nữa ấy, của hai cháu. Xin một lần nữa xin chúng ta tiếp tục hỗ trợ tinh thần và hướng dẫn với sự soi sáng vươn trên cho hai cháu. Và chiều nay 5 giờ xin mời tất cả, mời bên gia đình anh chị, bà con và bên bà con bên nhà gái cùng quá bộ đến đi dã ngoại một chút lên trên vùng Bơ Quỳnh để chúng ta có một buổi chung thân mật ở ngoài trời. Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em, trước hết chúng tôi xin cảm ơn, chúng tôi xin cảm ơn cha, cảm ơn quý ông bà, cô bác, anh chị em đã bỏ thời gian đến đây để chung vui với Tùng và Lan trong cái ngày lễ đính hôn hôm nay. Trước hết không mất thời gian nhiều, trước hết xin giới thiệu sơ qua là trước hết là anh chị Toàn là ba mẹ của Tùng. Xin cho một tràng pháo tay. Và Thanh Thủy là mẹ của Lan. Và xin giới thiệu hai nhân vật chính của cái ngày lễ đính hôn hôm nay là Tùng và Lan. Ladies and gentlemen, welcome Father Joseph Dinh Công Huynh and also all the honored guests. We are very happy for the friend able to gather here. First, we'd like to introduce the family. The father of Tùng is Tuan, Mr. and Mrs. Tuan. And the mother of Lan is Thanh. And the main reason why we gather here today is for the engagement of Tùng and Lan. Ông bà Nguyễn Đình Toàn và bà Thanh Thúy, Thanh Thủy. Hôm nay cả hai gia đình đã quyết định
để cho làm lễ ly hôn cho Tùng với Lan. Thì chúng tôi chia sẻ niềm vui với hai gia đình và đặc biệt là với Tùng với Lan ngày hôm nay. Lễ ly hôn là cái chương trình bắt đầu để đi vào cuộc hôn nhân sau này. Thì ta chúc chúng con tìm hiểu nhau kỹ hơn nữa để rồi khi cùng nhau đi vào cuộc tình trăm năm, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui hạnh phúc trong suốt cuộc đời của gia đình chúng con. Congratulations, both of you. Ok. Thánh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho hai gia đình, đặc biệt là hai cháu ngày hôm nay đã tổ chức lễ ly hôn ở trong gia đình buổi sáng nay. Và giờ đây để chúng con cùng chia sẻ niềm vui với nhau ở trong cái khung cảnh này, để mọi người chúng con biết cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban xuống cho hai cháu, đặc biệt là Chúa đã ban tình yêu đến để cho hai cháu luôn luôn yêu thương nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau. Chúng con xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, che chở và chúc lành cho hai cháu bắt đầu tìm hiểu nhau đầy đủ hơn, và nhất là sẽ chuẩn bị cho cái ngày thành hôn được đem lại niềm vui và hạnh phúc tuyệt vời ở trong tình yêu của Chúa. Giờ đây xin Chúa chúc lành và ban phép cho bữa tiệc lễ ly hôn của chúng con hôm nay, để chúng con được chung vui niềm vui với hai gia đình cũng như với các cháu. Xin Chúa chúc lành chúng con và ban phép lành cho chúng con. Chúng con cậy nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời quý vị tự nhiên và xin chúc một bữa tiệc thân mật và vui vẻ. Xin cảm ơn. Mình xin lại. Rồi, mình xin lại.